rồi. Góp. Đây hình cục đó, nó. Chẹt cái cục chú ra. Chẹt chú ra, nhìn nó hấp dẫn. Hy vọng sẽ có hàng khủng. Tới bảy như cả nhà. Bảy này em mới đặt vào chuyến rồi. Lập hàng nha cả nhà. Đi chuột con luôn. Là không có lỗ rồi. Nhắn gì? Cái gì mà chuột con. Thôi vậy em bắt con gắn này ra nha cả nhà. Tại giờ ở đây cũng gần nhà quá, không có quay được. Rồi thêm chút xíu em rước thằng nhỏ á, mà đi thăm bẫy với em hoài đó. Năm nay nó cũng lớn à. Năm nay nó ra bẫy ra đặt rồi. Thì chút xíu có gì cho nó quay. Hoặc là em quay cho nó bắt. Cái đầu tiên có tiền à. Cái bẫy nha cả nhà. Thì em có còn 3 con chuột nè. Em sẽ sẵn đi mua chuột, em sẵn thăm ba cái bẫy này luôn. Cái bẫy này, ba cái bẫy này ngay chân cái luồng đi mua chuột. Vừa đi mua chuột mà vừa thăm bẫy luôn. Thì nó về rước nhỏ sao. Thì nó không dính rồi. Con chuột nó có người đắng như cả nhà, cái bẫy em cuốn đi luôn, bẫy này bữa hổm hết dính, nhưng có người đặt tay mắt, có gì 2-3 chiếc mình đặt lỡ, con chuột luôn, cuốn cái bẫy này cho chắc cuốn cả nhà, cái bẫy này nữa nha cả nhà, cái này thì là em đặt để em như cái bẫy sư cua á, gần về tới nhà em kiếm chỗ em đặt đại vậy đó, mà tới nào đi thăm thì cuốn nó để làm bẫy sư cua thì hên xui thôi, em chắc chắn là nó sẽ dính, ta dọn chuối gì nó chặt chuối đè lên cái bẫy, cái gì mà dính hắn không hành đại cái đâu hành nhất cả nhà, chưa la trời. Nha coi nha. Chết. Quá sướng luôn cả nhà ơi. Trời ơi cái bẫy đặt để
mấy sư cô mà dính không anh nhất rồi cả nhà. Quá sướng cả nhà. Trời ơi. Con rắn nè. Hết biết sướng rồi. Còn gì bằng nữa, cái đầu phải không? Nha, thấy cái đầu không? Cái bẫy này hồi đầu mùa giờ dính chỉ có hai con thôi nha. Hai con thôi. Mà con nào cũng một con đại, một con nhít. Quá đã luôn cả nhà. Chút xíu bắt cả nhà thêm xem nha. Các bạn nha cả nhà. Cái này thì từ đầu mùa giờ dính có con không nữa. Thì bữa nay em cuốn để em làm bẫy sư cua luôn. Tại vì cái luồng bẫy vừa là sư cua mà vừa là dặm thêm cái luồng bẫy đó. Đây không hiểu luồng bẫy trên đó trúng quá trời trúng. Còn mấy cái này đặt đây hoài không dính. Không dính à. Chắc cỡ tính theo lúa mà em bỏ trong đây chắc cỡ mười mấy ăn 20 bịch đó. Quá trời lúa trong đây luôn. Đặt hoài không dính, thì cuốn đi thôi. Tại khu vực này mấy năm trước em đặt dính không hành nhất không mà sao năm nay đặt không dính. Buồn quá, có con không. Sảy nha cả nhà. Cái này tính theo là em sảy mấy con rắn bự rồi đó. Vô cái hôm chà quạt không dính. Vô cái hôm chà quạt không dính. Hai lần này. Lần này thì cũng bình thường. Lâu lâu cái bữa cái vô cái hôm chà quạt. Bảy cả nhà. Thăm đi tính. Nãy thăm cũng mấy cái cả nhà. À không có không dính. Cuốn mấy cái đi. Rồi cái bẫy nhà hiệu. Chút quá à. Con chuột. Cho nhà có này là cả nhà. Con bận nhẹ. Nhóc con bận nhất. Nhóc tay cả nhà ơi, cái chuối đang cái bẫy. Đừng về cái chuối vậy cái nổi. Nó dính con nhị nha cả nhà. Không. Lúc thăm không có quay cả nhà. Quá thân.